lý mình bị lỗi được cái là cười hoài. Cười hoài chương trình. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming. Ăn cơm chứ kẹo. Ăn khoai. Nói chung mình thích ăn hết tuổi. Chị mấy? Ok, 95. À, không phải rồi, 25. Không, nhưng mà lúc đấy chỉ có solo Milly thôi đúng không? Còn Ly thôi không sao. Anh mất mất máy nhá, anh nhìn thấy nhấc nhầm. Nhưng mà thôi, không sao, chiến. Em, anh đã nói rồi. Nãy em lên xong là anh nhất là chị Ly vào vòng cuối cùng và anh sẽ là người được quay lại. Okay, anh sẽ là người chiến thắng. Mình chiến sĩ thôi nào. Mình tham gia. Đúng rồi đấy. Nào lại nhá, mạnh nhá, mạnh này. Ví dụ chị Ly nhận được cái thưởng là bất kỳ canh. Không được, không biết đâu. Chị Ly ơi, chị nhận được giải thưởng là bất kỳ canh đúng không? Để xem thái độ thế nào. Anh sẽ là người nhận giải thưởng nhá. Tú sẽ là người quay trở lại và Tú sẽ là người nhận giải thưởng. Nãy em nói đúng không? Nhưng mà có nhiều giải thưởng không ạ? Hay là chỉ có một giải thưởng thôi ạ? Không thích cái đấy. Cảm giác tốt đó. Còn anh là vậy nè. Tú ở đấy rồi, Tú lên trước số, á. Anh nói là chắc mắm chắc là tầm 2 phút. Xong đi tung lên cái này mới lên. Anh Tú không dứt khóa. Tú không lên. Cuối cùng là chỉ có một con ăn thôi. Có một trong hai thôi. Anh quên mất cái số bắt đầu là số mấy. Cho nên anh cũng không biết là mấy phút là 3 phút. Mà tới hồi mà anh nghe kiểu có một tiếng đùng đùng xong chị Bukala là anh trèo lên luôn. Dạ em có. Hai anh nghe tiếng đùng đùng đấy nhưng anh sợ là kiểu mọi người chơi chiêu. Cái tiếng đùng đó ở dưới sàn á, cái nhạc là nó đã đùng đùng Tôi nói cho mọi người biết, có người bắt tôi nói cho tất cả mọi người hiểu đúng không? Bác ở trong tay em đúng không? Đúng rồi. Cũng ghét rồi nó. Đây Puka. Chị hãy nhớ rằng em đang nắm quyền sinh sát trong tất cả trong cái lách hỏi. Nhớ là bấm chân Ly được rồi. Không sao. Có sao em tin. Em tin với khả năng của em và Ly. Là Ly đang nhảy em sẽ bấm. Ừ. Em sẽ bấm Ly đầu tiên. Thằng giao cách Ly. Em nói này, có nghĩa là mọi người sẽ nghe một cái nhạc khác. Em nghe một nhạc khác. Em tư linh khác, em biến mắt. Em sẽ hủy diệt một trong 7 người còn loại người này. Để tao coi. Để coi. Chống một lát mà Ly mình bị lỗi được tiếng Anh cười hoài. Cười hoài chương trình. Đúng. Nhớ là khúc này. Hãy nhớ nha, mình sẽ lấy danh dự cho quận 7. Quận 7 muôn năm, Phú Mỹ Hưng muôn năm. Phu cho hands up. Quận 8, hãy lên tiếng là quận 8. Đâu ạ? Muôn năm. Quận 8 mà làm gì ở khu ổ chuột á, cho nên là ổ tâm. Quận 8. Trời ơi. Muôn năm. Tôi đã xử lý được một quả quận 4 với một quả quận 8 rồi, cầu chữ Y rồi. Cầu chữ Y và cầu các mét rồi. Còn cầu canh tẻ nữa.
Yên tâm, cầu canh tẻ phần này là sẽ chiến thắng mọi người ạ. Cầu canh... không, cầu canh tẻ là cầu mà bắt từ quận 7 sang quận 4. Thế à? Thời mình không tới thì mình thua, thì anh cũng vậy thôi, anh bóc lại ba cục anh cũng nhiều ký hơn em, anh muốn gì nữa. Thời mình chưa tới, thời hai đứa mình chưa không tới đâu, nếu là mình vô lại nhiều khi mình nhận quà mà cái người thắng lại không thắng được, được chơi. Đó quan trọng là khúc cuối em ơi, thì đâu có đi đường dài được mới biết người hay em à. Hồi nãy ai là người nhận ra cái từ sai sót trong cái kết quả này? Sai sót chị Buka, chị Buka, Buka bình tĩnh, chị Buka bình tĩnh lắm, tỉnh táo. Nên anh nghe xong cái anh bảo là ủa Kim win rồi, xong thấy bé em cũng vậy. Ủa ai nói vậy mới vậy, xong em tưởng là ủa vậy là bé Ly 25 hả? Không không, bên chương trình ở dưới là bảo Ly thắng. Ban đặt đưa ra phải bao nhiêu bạn phải thi bộ được ra cái đủ kia một phần thôi chứ không phải tất cả được, thế thì là tâm của tôi rồi đúng không? City. City. Nếu mà không chọn số 5 thì không biết chọn số nào nữa, còn số 5 nữa. Đúng rồi, anh Kim chọn số 1 mà. Là người thắng sẽ được chọn trước đúng không? Đó, anh Kim chọn số 1. Mà Tú cũng không nghĩ số 1 luôn. Trời ơi, hôn thật luôn. Ở đâu mà khóc vui. Trời.
là tôi nghe rồi. Trời ơi. Đạm mình có thể làm sao mà kết nối cho nó cắn được không ạ? Được rồi này. Cậu ơi, cho miếng keo. Không có khớp rồi.